Ngày đầu tiên mà các bạn mang bé cún về nuôi thì các bạn dạy cho bé cún điều gì? Hãy cùng Boss Dog tìm hiểu để tránh mắc phải những sai lầm cơ bản nhất nha. Ngay từ khi về nhà thì các bạn nên có một chỗ ở riêng để cho bé cún, để tập cho bé cún rất nhiều thứ. Thứ nhất đó là tập cho bé cún cái sự tự lập ở riêng trong chuồng. Vì loài chó là loài có tính theo bầy đàn, khi các bạn tách bé cún ra khỏi đàn cũ, khỏi chó mẹ, khỏi cái nơi ở cũ thì bé cún sẽ rất là hoảng sợ và kêu khóc. Vì vậy các bạn, ngay từ khi mới về nhà, hãy dần dần tập cho bé cún quen ở trong cái chuồng mới của mình hoặc là cái quê mới của mình. Càng tập sớm cho bé cún cái sự tự lập này thì bạn sẽ bớt phải nghe những tiếng kêu khóc và tiếng sủa vào ban đêm, và cũng để cho bé cún quen với việc sinh hoạt đúng giờ giấc của bạn. Và một khi mà các bạn đưa bé cún vô lại trong chuồng thì các bạn sẽ không có phản ứng lại với cái tiếng kêu, tiếng sủa của bé cún nha. Các bạn quay đi, các bạn không nhìn, không la, không trả lời, không chạy lại mỗi khi mà bé cún sủa, thì rất nhanh chóng sau đó bé cún sẽ im lặng và quen hiểu rằng khi vô đây là thời gian nghỉ ngơi và không cần phải sủa. Chỉ khi nào người chủ gọi tên, mở chuồng ra, kêu bé cún ra thì lúc đó bé cún có thể tha hồ, vui chơi vận động, sủa, kêu thoải mái. Còn khi ở trong chuồng thì đó là thời gian im lặng. Và cái thứ hai nữa là khi các bạn nhận nuôi một bé cún, hầu hết là những bé cún này còn rất là nhỏ. Nhỏ như vậy thì cái khả năng mà học cách đi vệ sinh đúng chỗ và nhịn tiểu để được đi ra đúng chỗ đi vệ sinh thì chưa hình thành rõ ràng. Bé cún sẽ mắc đâu tè đó, mắc ị lúc nào thì sẽ ị ngay lúc đó. Cho nên khi mà các bạn có chuồng, cái việc vệ sinh cho các bạn cũng dễ dàng hơn. Mọi phân và nước tiểu của bé cún sẽ rớt xuống cái khay, các bạn chỉ cần rút ra và vệ sinh thôi. Còn hơn là chây ra khắp sàn, khắp nhà, mọi cái vách tường hay là góc nhà của bạn thì đều dính cái mùi nước tiểu và phân của bé cún. Sau này khi mà bé cún lớn lên, biết đánh hơi tìm chỗ đi vệ sinh thì bất cứ chỗ nào ở trong nhà có cái mùi nước tiểu bé cún hay mùi phân bé cún thì đều là nơi mà bé cún có thể đi vệ sinh. Sẽ rất khó cho bạn dạy vệ sinh sau này. Và điều thứ ba nữa đó là cái phòng bệnh cho bản thân của bé cún. Nếu như nhà của bạn đang nuôi một bé cún sẵn rồi thì các bạn nên cách ly trong thời gian đầu. Vì bé cún nhỏ, mới tiêm 1 hoặc 2 mũi thì chưa có đủ để mà có cái sức đề kháng. Vì vốn dĩ trên bản thân các bé cún lớn là có mầm bệnh nha. Nhưng mà do cún lớn có sức đề kháng mạnh cho nên là cái việc mà vi trùng, vi khuẩn hay virus ở trên người bé cún là không sinh nhê. Nhưng mà một khi đã bị lây qua người của một bé cún nhỏ còn rất là non thì việc phát bệnh là hoàn toàn dễ dàng xảy ra. Còn nếu như các bạn không có nuôi thêm một bé cún nào khác, chỉ nuôi một bé cún mới này thôi thì cũng vẫn cần cách ly. Vì khi mà đi khắp nơi ở trong nhà, bé cún có thể liếm láp đất cát, run sán vô trong bụng của bé cún. Thì lúc đó thì cũng chưa cần chờ tới cái virus carrier hay parvo, mà chỉ cần run sán trong bụng cũng đủ để làm tiêu chảy hoặc là đi phân ra máu rồi. Như vậy là nên cách ly và giữ an toàn vệ sinh về cái việc bé cún ăn uống hay liếm cắn những cái đồ vật ở trong nhà nha. Điều thứ tư, khi mà các bạn chưa dạy được cho bé cún biết đâu là đồ chơi cho bé cún thì khi bé cún ngứa răng đi khắp nơi ở trong nhà, bé cún sẽ cắn vô bất kỳ những cái thứ nào mà bé cún cảm thấy là mềm, dễ chơi hoặc là dễ cắn. Như vậy thì bé cún sẽ cắn banh tất cả mọi thứ trong nhà. Cho nên khi mà không trông chừng được bé cún thì việc giữ bé cún ở trong chuồng là một giải pháp rất là tốt. Và khi có thời gian thì các bạn thả bé cún ra chơi với đồ chơi, dạy cho bé cún biết đâu là cái thứ bé cún được cắn và đâu là những cái thứ đồ trong nhà mà không nên cắn, dạy lệnh cắn nhà. Vấn đề tiếp theo đó là vấn đề ăn uống của bé cún. Nếu các bạn có thể sử dụng được cái thức ăn mà người chủ cũ đang cho bé cún ăn hàng ngày đó thì sẽ rất là an toàn. Các bạn có thể tiếp tục duy trì cho ăn như cũ thì nó sẽ không có bị đi phân lỏng hay là bị nôn ói. Còn nếu như mà các bạn sử dụng một loại thức ăn mới cho bé cún thì các bạn nên cho ăn một chút thôi, một chút để thử mỗi ngày để xem bé cún có ra được phân tốt hay không, bé cún có bị dị ứng hay là bị kích ứng đối với cái loại thức ăn mới hay không nha. Nhiều khi không phải là do một cái con virus nào cả hay một cái bệnh nào cả, chỉ đơn giản là bé cún còn rất nhỏ, nếu chúng ta cho ăn một loại thức ăn mới là có thể bị kích ứng ở trong dạ dày của bé cún thì gây ra là ói hoặc là đi phân lỏng, phân sệt. Vì vậy mình thường cho ăn một ít thức ăn thôi, một xíu thức ăn. Bé cún sẽ không no nhưng mà nó an toàn để chúng ta theo dõi là sau khi bé cún mà ăn cái thức ăn mới này ra phân mà ok, phân đẹp thì chúng ta tiếp tục tăng
cho đủ cái lượng thức ăn mà mỗi bữa bé cún cần ăn sẽ rất là an toàn. Còn một khi mà các bạn cho ăn thức ăn mới mà nó bị phân chệch, các bạn chụp ngay cái hình lại theo dõi hoặc là ngưng cái loại thức ăn đó, đổi lại thức ăn đúng mà chủ cũ đã cho ăn đó thì nó sẽ an toàn. Chụp lại cái hình phân chệch đó để nếu trong trường hợp mà cần phải ra thú y thì đưa cho bác sĩ thú y coi cái hình đó thì bác sĩ thú y sẽ chẩn đoán chính xác hơn. Ngoài thức ăn thì còn nước uống. Điều này rất nhiều bạn mắc phải sai lầm, đó là các bạn sử dụng nước máy để cho cún uống. Điều này rất nguy hiểm nha. Đối với cả con người, nước máy cũng có chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại. Nhiều người có cái dạ dày yếu thì sẽ rất dễ bị đau bụng. Còn bé cún thì không khác gì một em bé sơ sinh cả. Thì nếu mà cho bé cún uống nước lã, nước giếng hoặc là nước máy thì cái khả năng mà bị nhiễm khuẩn và đi phân lỏng rất là cao. Hãy sử dụng cái nước mà đun sôi để nguội hoặc nước uống của chính các bạn cho bé cún uống thì nó sẽ an toàn. Các bạn cứ duy trì một loại thức ăn duy nhất trong vài tháng đầu và nước uống sạch sẽ thì bé cún của bạn sẽ không có lo bị nhiễm khuẩn, nhiễm những cái bệnh về đường ruột. Và những cái chén ăn của bé cún thì nhớ hàng ngày phải rửa sạch nhé, kể cả nước, nước mà để lâu cũng bị thiêu. Và đặc biệt khi mà bé cún ăn đồ ăn sau đó quay ra uống nước thì cái thức ăn dính ở trên miệng nó hòa vào trong nước, sau một ngày hai ngày là nó sẽ bị ôi thiêu, nó sẽ có vi trùng vi khuẩn. Và một cái mẹo nho nhỏ để chăm sóc cho bé cún và cũng là để tập làm quen cho bé cún, đó là hãy cắt móng và tập cho bé cún làm quen với máy sấy. Sau một thời gian nuôi mà bé cún của các bạn lớn lên đó, thì sẽ rất là khó để tiếp cận được cái móng chân và cái tai của bé cún để vệ sinh ngay tại nhà, thậm chí là đưa ra spa. Lúc nhỏ thì bé cún ít chống cự lại các bạn có thể nhanh chóng làm quen cho bé cún cắt móng này, cắt nhẹ nhẹ này, hoặc là lấy bông để vệ sinh tai. Và quan trọng nữa là nếu các bạn nào thường xuyên tắm cho bé cún ở nhà về sau thì các bạn nên làm quen cho bé cún với cái máy sấy. Các bạn sấy ở chế độ nhẹ nhất, yếu nhất và để từ xa cho bé cún quen với cái âm thanh và cái hơi nóng của máy sấy tỏa ra. Điều này cũng giúp cho các bạn khi mà mới mang về thì không thể tắm được, hoặc là mới tiêm thì không thể tắm được, nhưng mà nếu bé cún bị dính nước hoặc mà bị ướt sợ lạnh, các bạn có thể sấy cho bé khô người và chống ẩm mốc. Đặc biệt là trong những ngày mưa, nếu mà không thể đem ra phơi nắng thì các bạn có thể sấy khô để tránh bị nấm mốc ghẻ. Các bạn tránh sấy vô mặt của bé cún ngay những lần đầu tiên thì bé cún sẽ không bị sợ cái máy sấy này. Muốn sấy ở cái phần mặt đằng trước và đằng cổ, các bạn có thể sấy từ xa từ phía dưới lên, nó sẽ khô cái phần cổ của bé cún. Rồi khi mà bé cún đã quen rồi thì chúng ta có thể bắt đầu đưa từ xa để sấy cái phần đầu và phần mặt của bé cún. Tập cho bé cún từ sớm như vậy thì khi bé cún lớn lên, các bạn có thể thường xuyên tắm sạch sẽ cho bé cún mà không lo bé cún cắn các bạn hay là gầm gừ sợ nước hay sợ máy sấy, sẽ không có lo cái việc đó nha. Khi các bạn cho bé cún ăn là các bạn cho bé cún ăn ở trong chuồng để cho bé cún quen, đây là nơi sinh hoạt cho bé cún. Bé cún không có sợ việc ở trong chuồng nữa. Và sau khi bé cún ăn xong thì các bạn đem cái tô nước và tô thức ăn đem ra ngoài. Khi nào tới giờ thì các bạn sẽ cho bé cún uống nước. Còn nếu các bạn nào có bình nước gắn chuồng thì càng tốt, khi mà bé cún khác thì có thể tự chủ động uống. Video này chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Các vấn đề khác như là dạy cho bé cún không kêu khóc ở trong chuồng, hay là dạy cho bé cún làm quen clicker, hoặc là chơi không cắn tay chảy máu nước, các bạn có thể tìm thêm ở trong kênh YouTube của Boss Dog. Còn các bạn nào đang có nhu cầu tìm nuôi một bé cún thì có thể liên hệ trong số Zalo ở thông tin phía dưới nha. Các bé cún ở Boss Dog sẽ được đảm bảo về mặt sức khỏe, tiêm phòng đầy đủ, cũng như là được chọn lọc thông minh, lanh lẹ, kèm theo những món đồ mà Boss Dog đã làm quen cho bé cún như là chuồng, khay tã vệ sinh, quay, để cho các bạn không phải lo vấn đề làm quen cho bé cún ở trong môi trường mới nữa. Còn bây giờ, Boss Dog tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các video tới nha.